Chào mọi người nhé, hôm nay thì em có mấy cái laptop giới thiệu bán mọi người Nhất là con laptop của Lenovo này, dòng thình mát nhé Model của nó là con X270 Nó chạy chip i5, RAM 8GB, SD của nó 128GB Màn rộng 12.5 inch, em bán với giá là 2 triệu 9 nhé Giá này đã bao gồm cả sạc rồi, mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho mọi người 200 nghìn Còn hai triệu 7 nhé, ngoại hình của máy thì nó chỉ hơi sức nhẹ tí, tí theo thời gian thôi Các cổng kết nối của nó thì có chân sạc này, chân tay C, HDMI, USB nhé Đằng trước thì không có cổng kết nối nó cả Bên này thì có chân cắm tai nghe 3.5 này USB này, khe cắm thể nhớ này chân uh, mạng LAN nhé, mặt sau này, main mạch thì cam kết mọi người là ZIN 100% rồi chưa can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì nhé bàn phím đẹp, không có bị mờ và bong chóc phím nào cả con này có mở khóa bằng vân tay này, tớt bát ngon nhé màn rộng 12.5 inch, đẹp không ám ối nhỉ camera micro thứ đều ok hết nhé con này nó chạy con uh, chip coi 5 7300U RAM 8GB, đang chạy Windows 10 là 64 bit Ổ oh, cứng lưu trữ của con này nó là ổ SD 128 g nhé SD này nó chạy rất là mượt mà Mọi chức năng của máy thì đều ok hết nhé Bản này mở rộng là 180 độ Nên mọi người sẽ có nhiều cái góc nhìn để làm việc hơn Đấy, Giả bán người là 2 ,9 triệu 9 Mọi người không lấy sạc còn 2 ,7 triệu 7 nhé Còn con này là con laptop của Lex này Đấy, Con này model của nó là T16 nhé Nó chạy chip i5 RAM 8 g SD của nó 256 g Màn rộng 15.6 inch nhé Bán người giá là 2 ,9 triệu 9 Giá này cũng đã bao gồm cả sạc nhá, mọi người không lấy sạc em sẽ trừ trong người 200 000 còn là 2 triệu 7. Đấy, ngoại hình thì nó chỉ hơi sức nhẹ theo thời gian một chút thôi. Đấy, nhìn còn rất là mới nhá. các cổng kết nối của nó thì nó có chân sạc này, HDMI này, VGA này, USB này các em thể nhớ nhá. Đằng trước thì không có cổng kết nối đâu cả, nó chỉ có đèn báo nguồn báo sạc thôi. Bên này thì có chân cắm tai nghe 3.5 này, ổ đĩa CD này, ba chân USB này. Đằng sau này cũng có chân USB này. Con này nói chung là rất là nhiều cổng kết nối USB nhá. Đấy, uh, cổng mạng LAN này, em mặt dưới này mới kính cong luôn Đấy, bên mạch thì cam kết người là zin 100% trăm rồi chưa can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả máy còn rất là mới nhá bàn phím này nét căng nhá Đấy, nó chỉ hơi gọi là dạng tí ti chỗ này thôi không không đáng kể gì cả Đấy, bàn phím này mới kính cong luôn không có bị mờ bạc bong chóc phím nào cả rất bát ngon nhá màn rộng 15.6 inch nhá đẹp không có bị á mối gì cả con này thì nó không có camera nhá nó chỉ có cái micro không có camera này con này nó chạy con chip coi 5 nhá 8250U này RAM 8 gb chạy Windows 10 là 64 bit ổ oh, cứng lưu trữ của nó là ổ SD 256 g nhé đã được chia làm hai ổ rồi một ổ Windows một ổ chứa nhựa thì nó sẽ an toàn dữ liệu hơn cho mọi người nhé Đấy, mọi chức năng đều ok hết nhé bản này cũng mở rộng là 180 độ này mọi người cũng sẽ có nhiều cái góc nhìn để làm việc hơn nhé Đấy, mọi chức năng đều ok hết Đấy, bán này 2 triệu 9 mọi người không lấy uh, sạc thì còn hai chỗ bảy hai con thì bằng tiền nhau mọi người thích uh, nhỏ gọn thì dùng con sinh bát mọi người thích màn to rộng đẹp thì con uh, Lake này nhá t 16 nhá còn con này là con laptop của Vio này vỏ nhôm nguyên khối nhá một trong những con laptop của doanh nhân này thiết kế rất mỏng nhỏ gọn nhá mỏng đét luôn vỏ nhôm nữa ngoại hình nhìn nó cũng hơi sức ra một chút cái này model của nó G11, nó chạy chip i5 RAM 8 GB, SD của nó 256 GB, màn rộng 13.3 inch, nhà bán với giá là 3 triệu 9. Giá đã bao gồm cả sạc nhé, mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho người 200 000 Còn uh, 3 triệu 7 nhá thiết kế này, mỏng đét con này nhẹ chắc chỉ khoảng tầm 800 900 g thôi. Chưa đến 1 kg đâu, rất là nhẹ nhé. Vỏ nhôm nữa, mỏng đét. Các cổng cái lỗ của nó thì có chân sạc này. Uh, USB này chân cắm nghe chấm 5 này, đằng trước mỏng nên nó không có cổng cái lối đâu cả. Bên này thì có khe cắm thể nhớ đây, chân USB, Ờ uh, HDMI mạng LAN này VGA này nhé Đấy, mặt sau này men mạch thì cũng cam kết mọi người là zin 100% trăm phần chưa can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả mặt trên này cũng là mặt nhôm này mặt nhôm vỏ nhôm nguyên khối nhìn rất là đẹp nhé có uh, mở khóa bằng vân tay này Đấy, tớt bát rất là ngon nhé màn rộng 13.3 inch đẹp không có bị ám bố gì cả Đấy, camera micro thứ đều ok hết nhé con này nó chạy con uh, chip coi năm tám hai năm không ngu nhé RAM 8 GB đang chạy Windows 10 là 64 bit. Vô cứng lưu trữ của con này nó là ổ SD 256 GB nhá. mọi người lấy thì em sẽ chia làm hai ổ cho mọi người, một ổ Windows, một ổ chứa liệu thì nó sẽ an toàn dữ liệu hơn cho mọi người nhá. Đấy, mọi chức năng của máy thì đều ok hết nhá. Đấy, thiết kế này rất đẹp luôn. Đấy, vài ô này. Đấy, bán mọi người là 3 triệu 9, 9 nhá, mọi người không lấy sạc thì trừ cho mọi người 200 000 còn 3 triệu 7 nhá. Còn con này là con uh, laptop của Dell này. Đấy, con này uh, ngoại hình thì nó hơi sức ra một chút hơi sức nhẹ tí thôi con này model của nó là 3500 nó chạy chip i5 ra 12GB SD của nó là 128GB và HDD là 500 nhé đây em ghi nhầm ở đây ở đây là con này nó chạy ổ SD 128GB 128GB và cộng HDD của nó là 500GB Đấy, tổng của nó là hơn 600 g nhá. Đấy, con này uh, ổ cứng của nó là hơn hơn 600 g nhá. Màn rộng 15.6 inch, em bán với người giá là 4 .8 triệu 8. Giá đã bao gồm cả sạc nhá. Mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho người 200 000 còn 4 .6 triệu 6. À, ngoại hình của nó đây, thiết kế cũng rất là mỏng nhá. Các cổng cái lối của nó thì có chân sạc này, uh, chân tai C này, HDMI, mạng LAN, USB, chân cảm anh em 5 này. Đằng trước thì cũng không có cổng cái lối đâu cả. Bên này thì có khe cắm thẻ nhớ đây. Chân USB này, VGA nhá. Đây, mặt dưới này. Đây, tên model của nó này 3500 này. Đấy, men mạch này, mọi người nhìn qua khe tản nhiệt này Mới kính cong luôn, chưa can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả Đấy, Không có bị bụi bản than gì, gì luôn nhé Bàn phím full size nhé, có cả bàn phím số Mọi người làm việc liên quan số rất là tiện nhé Tớt bát ngon này Đấy, Màn rộng 15.6 inch, đẹp, không có bị á mố gì cả Đấy, Camera, mi có thứ đều ok nhé Con này nó chạy con chip Core i5 8265U, RAM 12GB Và đang chạy Windows 10 là 64bit Vô ổ cứng lưu trữ của con này thì nó sử dụng hai ổ cứng nhé một ổ SD 128 g đang chạy Windows này Vô ổ HDD 500 g để chứa dữ liệu Tổng của nó là hơn 600 g Mọi người thoải mái lưu trữ dữ liệu nhé Wi-Fi mọi chức năng thì đều ok hết nhé Thì trên đây những máy hôm nay em bán cho người Mọi người lấy máy gì cứ nhắn qua Zalo số 03449946 với em nhé Ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người